Thửa đất hôm nay mình giới thiệu tới cô chú chị và các bạn, chúng ta bám khoảng 130 mét mặt tiền đường đất liên thông, đường đi chung của làng của xóm như thế này nha mọi người. Đường này thì xe du lịch gầm cao gầm thấp, cô chú chị và các bạn chúng ta mùa mưa hay mùa nắng có thể ra vào vườn thoải mái. Khoảng cách từ đây cô chú chị và các bạn chúng ta đi ra tới ngã ba Buôn Bán thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất khoảng là 700 mét. Còn khoảng cách từ đây cô chú chị và các bạn chúng ta đi về trung tâm trường chợ của xã Nâm Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất khoảng là 4,5 cây. Trong 4,5 cây này thì cô chú chị và các bạn chúng ta phải di chuyển khoảng 2 cây số là đường đất. Số còn lại thì cô chú chị và các bạn chúng ta sẽ di chuyển hoàn toàn bằng đường nhựa và đường bê tông. Mảnh phần mà mình giới thiệu đây có tổng diện tích đất đang sử dụng thực tế là 2,8 hectare, diện tích đất đang thể hiện trong sổ là 2,5 hectare. Mảnh vườn tọa lạc tại xã Nâm Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Trên mảnh vườn thì chúng ta có khoảng 1.000 cây cà phê đang cho thu chính. Cùng với đó thì chúng ta có 500 cây sầu riêng Thái như thế này. Bác chủ nhà trồng sầu riêng hàng theo hàng, lối theo lối, rất là đẹp. Đất của chúng ta toàn bộ là đất lạc, đất thịt mọi người, không có sỏi đá. Diện tích của chúng ta là 2,8 hectare. Trên mảnh vườn có 2 cái chòi, một cái chòi ở phía trên và một cái chòi ở phía dưới. Đất của chúng ta chia làm 2 cấp. Một phần diện tích đất thì khoảng 1,5 hectare là đất bằng như sân. Tiếp tới thì đất của chúng ta triền nhẹ xuống phía dưới hồ. Tuy nhiên cái độ triền này thì không đáng kể. Cô chú chị và các bạn chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể di chuyển bằng xe Honda từ trên đầu đường xuống dưới tận hồ được. Đường lô được bác chủ nhà mở bài bản. Toàn bộ sầu riêng của chúng ta đều là sầu riêng Thái hết, bước vào năm thứ 3. Về cơ bản thì mảnh vườn này bác chủ nhà đã phủ kín hết cây trồng rồi, bao gồm có hồ tiêu, có cà phê, có sầu riêng. Tổng cà phê của chúng ta là 1.000 cây đang cho thu hoạch chính. Sầu riêng như thế này thì chúng ta có 500 cây. Cùng với đó là những cái trụ hồ tiêu mới trồng nha mọi người. Một số là mới trồng, một số thì bò được nửa trụ rồi. Toàn bộ hồ tiêu của chúng ta đều được trồng trên trụ gỗ hết. Đường đi lối lại bác chủ nhà ưu ái dành những cái đường rất là rộng để mà ở giữa, tức là những cái đường lô đấy. Và những cái đường lô rộng rãi như thế này giúp cho cô chú chị và các bạn chúng ta di chuyển thoải mái từ trên đường xuống dưới tận hồ. Nhìn chung thì với mảnh vườn này bác chủ nhà đã quy hoạch đầy đủ, đâu vào đấy hết rồi. Bây giờ vào cô chú chị và các bạn chúng ta chỉ việc chăm sóc cây trồng và chúng ta thu hoạch nữa thôi. Đây là những cây sầu riêng bước vào năm thứ 3. Mảnh vườn của chúng ta nằm ở vị trí khuất gió, bởi vậy sầu riêng của chúng ta cực kỳ đẹp. Tổng của chúng ta có 500 cây sầu riêng như thế này. Toàn bộ của chúng ta là sầu riêng Thái hết. Về hồ tưới thì cô chú chị và các bạn chúng ta yên tâm, bởi vì ở phía dưới chúng ta có một cái hồ to đùng, hồ rất là sâu, nước trong vắt. Lát nữa thì mình sẽ di chuyển xuống phía dưới và mình sẽ quay chi tiết về hồ để cô chú chị và các bạn chúng ta nắm được tường tận. Ở khu vực này là khu vực đông dân cư, nhiều bác hàng xóm ở tại chỗ luôn. Bởi vì từ đây cô chú chị và các bạn chúng ta đi ra tới trung tâm trường chợ thì không có quá xa, chỉ mất khoảng là 4,5 cây thôi. Còn đi tới ngã ba Buôn Bán thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất khoảng 700 mét. Đường đi lối lại thuận lợi. Ưu điểm của mảnh vườn này đó chính là diện tích đất rộng 2,8 hectare, diện tích đất đang thiện trong sổ là 2,5 hectare. Cây trồng đã phủ kín, bao gồm có sầu riêng, có hồ tiêu, có cà phê. Và với mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 3,5 tỷ có thương lượng. Cô chú chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Nhưng trước khi liên hệ thì cô chú chị và các bạn chúng ta nhớ theo dõi hết video này đã. Bởi vì sao? Bởi vì video này mình quay rất là kỹ, rất là tường tận từng chi tiết một. Đây là cái ngôi nhà ở phía dưới, còn ở phía trên chúng ta có một cái chòi nữa. Nhà này thì được bác chủ nhà kéo điện hết rồi, tức là điện đóm, điện lưới quốc gia đã tới tận nơi rồi. Ở dưới thì chúng ta tưới bằng hồ nha mọi người, hồ rất là rộng. Khu vực này thì cà phê cũng khá là đẹp, tổng của chúng ta có 1.000 cây cà phê như thế này. Thế đất vuông viên, đất triền nhẹ, đất bằng và triền nhẹ từ trên xuống dưới, một thế đất cực kỳ dễ chịu để cô chú anh chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp. Với mảnh vườn này, trong vòng 1-2 năm tới khi mà những cái hàng cau này tốt lên thì chắc chắn rồi sẽ tạo cho mảnh vườn một cái mỹ quan rất là đẹp. Không những vậy, cây trồng càng ngày càng phát triển, đặc biệt là sầu riêng, cà phê, hai loại cây trồng chủ lực. Tổng sầu riêng của chúng ta là 500 cây, được bác chủ nhà trồng theo quy cách rất là bài bản. Cà phê thì cũng rất là đẹp. Toàn bộ cà phê của chúng ta đều đang cho thu chính hết. Ở phía dưới này thì cà phê của chúng ta nhỏ tuổi hơn ở phía trên. Toàn bộ cà phê này mới bước vào năm thứ 4, giai đoạn bắt đầu cho thu hoạch. Còn cà phê ở phía trên thì lớn tuổi hơn thì bước vào khoảng là năm thứ 7. Quan trọng hơn đó chính là cô chú chị và các bạn chúng ta bây giờ mua mảnh vườn này, cô chú chị và các bạn chúng ta sẽ có một cái thế đất cực kỳ đẹp, đất khuất gió, ao hồ nước tưới mênh mông và cái dàn cây tơ rất là sung và lực
một mảnh vườn xứng đáng để cô chú anh chị và các bạn chúng ta quan tâm đầu tư. Với mảnh vườn này thì hiện tại bây giờ cô chú anh chị và các bạn chúng ta vào thì chúng ta chỉ có thu hoạch được cà phê thôi. Và với tổng cộng là 1.000 cây cà phê thì chắc chắn rồi sản lượng năm nay so với lại diện tích đất đang canh tác ấy, thì nguồn thu sẽ yếu. Tuy nhiên trong vòng 1-2 năm tới, khi mà cà phê, sầu riêng bắt đầu cho thu hoạch hết, thu hoạch đại trà, thì chắc chắn mảnh vườn này sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế cực kỳ cao trên tổng diện tích đất này. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 3.500.000.000 có thương lượng. Mảnh vườn tọa lạc tại xã Nâm Lần Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Một mảnh vườn với cây trồng trẻ khỏe, một mảnh vườn với cây trồng tươi tốt, và đặc biệt là cái nguồn nước thì không bao giờ thiếu. Nhà cửa điện nước đầy đủ, một mảnh vườn với thế đất bằng và truyền nhẹ. Đường nô được bác chủ nhà mở bài bản đường ô bàn cờ. Mảnh vườn của chúng ta tọa lạc tại xã Nâm Lần Giang nha mọi người. Đi từ đây, cô chú chị và các bạn, chúng ta đi ra tới trung tâm trường chợ của xã thì mất khoảng là 4,5 cây. Đi về đường quốc lộ 11A thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất khoảng là 8 cây. Đường đi lối lại thuận lợi dẫn vào mảnh vườn. Đường cấp phối rất là to và rộng. Mảnh vườn của chúng ta bám được khoảng 130m mặt tiền đường cấp phối liên thông. Đường đi chung của làng của xóm. Tổng diện tích đất của chúng ta là 2,8 hectare, diện tích đất đang thể trong sổ là 2,5 hectare. Mảnh vườn này bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 3.500.000.000 có thương lượng. Trên đây là toàn bộ thông tin về thửa đất mà mình muốn giới thiệu tới cô chú chị và các bạn chúng ta tham khảo ở trong video này. Xem xong video, cô chú chị và các bạn chúng ta cần thêm thông tin gì nữa, vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Tới đây thì thời lượng của video này cũng hết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đã dành thời gian theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn ở những video tiếp theo.